Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Đoàn hàng gia Thái Lan do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã thăm và làm việc với thành phố Bảo Lộc. Bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có chiều hướng giảm. Tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ các trường vùng sâu vùng xa tham gia bảo hiểm y tế học sinh còn thấp. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lâm Đồng khai giảng năm học mới 2015-2016. Phần cuối mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự khó khăn tại một trường vùng sâu. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 9, đoàn Hoàng gia Thái Lan do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về quy trình sản xuất ngành dâu tằm. Đồng chí Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp đón đoàn. Đoàn đã tìm hiểu và tham quan các mô hình trồng dâu nuôi tằm của các hộ nông dân, diện tích canh tác, quy mô, hướng phát triển của nghề trồng dâu nuôi tằm. Quy trình sản xuất kén tơ tằm của các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc để có định hướng hợp tác phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao đổi các thông tin về quy trình sản xuất, sự hỗ trợ của nhà nước trong việc phát triển ngành dâu tằm, cũng như mong muốn được hợp tác với Thái Lan để phát triển trại giống tại Bảo Lộc, cung cấp cho người dân nuôi trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm để xây dựng thương hiệu tơ tằm Bảo Lộc. Nội dung buổi làm việc sẽ được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan báo cáo lại với chính phủ và các doanh nghiệp trong nước để xây dựng chương trình hợp tác với ngành dâu tằm Bảo Lộc, nhất là hỗ trợ hợp tác sản xuất, quy trình kỹ thuật, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng kén cũng như sản lượng dâu tằm Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, trong tình hình thời tiết khô hạn chuyển sang mưa nhiều như hiện nay, sốt xuất huyết đang bùng phát thành dịch ở nhiều tỉnh thành. Riêng tại thành phố Bảo Lộc, sau đợt cao điểm vào tháng 8 năm 2015, sốt xuất huyết đang có chiều hướng giảm về số ca mắc cũng như sự xuất hiện những ổ dịch nhỏ ở các xã phường. Tính đến thời điểm ngày 13 tháng 9 năm 2015, tổng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn là 82 trường hợp, trong đó phường 2 có 49 ca, nhiều nhất so với các xã phường khác. Tuy nhiên, theo biểu đồ khoanh vùng bệnh của đội y tế dự phòng, ở ngay vùng trung tâm của sốt xuất huyết là phường 2, tuy vẫn có thêm ca bệnh mới, nhưng đã có dấu hiệu thu hẹp về diện tích, số ca mắc tăng chậm và không xuất hiện thêm các ổ dịch. Trong tháng 8 năm 2015, với việc tăng cường trong công tác tuyên truyền của cán bộ trạm y tế các xã phường, đồng thời tiến hành phun hóa chất diệt mũi, xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, dập dịch diện rộng một cách triệt để, đảm bảo đúng kỹ thuật và bao phủ 100% các hộ gia đình trong bán kính ổ dịch, Trung tâm Y tế Bảo Lộc nhận định tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn đã giảm. Tuy vậy, khuyến cáo của cán bộ y tế là người dân không nên chủ quan trong thời gian tới khi diễn biến thời tiết vẫn xuất hiện mưa nhiều như hiện nay. Đội y tế dự phòng sẽ tiếp tục duy trì công tác chủ động giám sát các chỉ số côn trùng và xử lý khi các chỉ số côn trùng tăng cao, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương và tiến hành phun xịt khi cần thiết. Tiếp tục thực hiện phát và ký phiếu cam kết loại trừ lăng quăng trong và xung quanh nhà tại các hộ gia đình trên toàn thành phố Bảo Lộc để đảm bảo việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết đạt hiệu quả cao nhất. Theo báo cáo của Trung tâm Nông nghiệp thành phố, hiện nay quy mô đàn lợn gần 70.000 con, gia cầm đạt hơn 1 triệu con, hầu hết được chăn nuôi trong điều kiện trang trại. Công tác vệ sinh, an toàn dịch bệnh được đảm bảo. Quy mô đàn bò sữa ở địa phương tăng nhanh, năm 2011 là 230 con, đến nay đã đạt hơn 1.200 con. Sản lượng sữa trên 9 tấn một ngày. Nuôi trồng thủy sản diện tích mặt nước kết hợp với tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên 120 ha, sản lượng đạt 686 tấn. Trong định hướng từ nay đến năm 2020, chú trọng phát triển đàn trâu bò và bò sữa từ 19 đến 20% một năm, phát triển đàn heo bình quân 4% một năm, đàn gia cầm 10% một năm, tập trung tăng tỷ lệ chăn nuôi trang trại, gia trại, giảm tối đa chăn nhỏ lẻ phân tán trong khu dân cư, đồng thời ứng dụng công nghệ quản lý giám sát dịch bệnh, xây dựng quy trình phòng trừ dịch bệnh, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, đảm bảo sản xuất chăn nuôi trên địa bàn phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao. Liên đoàn Lao động thành phố vừa kết hợp với Hội đồng Tuyên truyền Giáo dục Pháp luật tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động, doanh nghiệp tư nhân cơ khí Đại Bình.
Tham gia buổi tuyên truyền có hơn 180 công nhân lao động với các nội dung luật lao động, công đoàn, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và luật hôn nhân gia đình. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn năm 2015, đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam năm 2015. Qua học tập nhằm tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, nâng cao nghĩa vụ trách nhiệm công dân trong giai đoạn mới của tổ chức công đoàn cũng như xây dựng đời sống gia đình ấm no hạnh phúc. Sáng ngày 15 tháng 9, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố kết hợp với Hội đồng đội tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016. Năm học 2014-2015, Hội đồng đội thành phố đã chỉ đạo tốt các liên đội triển khai và thực hiện các chương trình hành động đa dạng với nhiều hình thức và gặt hái được nhiều thành tích như đã tổ chức 153 lượt giáo dục truyền thống cho gần 29.000 học sinh. 100% các liên đội thực hiện tốt cuộc vận động, thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Qua các phong trào tấm áo tặng bạn, Tết vì bạn nghèo, nuôi heo đất giúp bạn, sưu tầm địa chỉ đỏ, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giấy vụn, các liên đội đã trao 1.700 suất học bổng trị giá hơn 451 triệu đồng cho học sinh, 5 xe đạp điện và hàng trăm triệu đồng tiền mặt cho các bạn học sinh nghèo khó khăn được tiếp tục đến trường. Ngoài ra, các liên đội cũng đã thực hiện hơn 163.000 tiết học tốt, gần 902 bông hoa điểm 10, 39 sân chơi học tập, hơn 3.000 nhóm học tập và 6.000 đôi bạn cùng tiến, tạo phong trào thi đua tích cực học tập, trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Cũng trong năm học 2014-2015, các liên đội còn phát triển được 2.310 đội viên mới và gần 650 đội viên ưu tú được vinh dự trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm học 2014-2015, toàn thành phố có 49 trường, trong đó có 8 trường trung học phổ thông, 13 trường trung học cơ sở, 25 trường tiểu học, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và 1 trường cao đẳng tham gia đóng bảo hiểm y tế, với gần 26.000 học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế. Các trường ở trung tâm thành phố đều triển khai thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Xem đây là một trong những tiêu chí thi đua của nhà trường, nên số lượng học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ khá cao. Trong đó có nhiều trường đạt từ 98% trở lên. Tuy nhiên, trong năm học, vẫn còn trên 20% học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Một số trường có số lượng học sinh đông nhưng tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, đạt dưới 50%, đặc biệt là các trường vùng sâu vùng xa. Để nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế, năm học 2015-2016, thành phố Bảo Lộc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa luật bảo hiểm y tế vào cuộc sống người dân, đặc biệt là trong học sinh sinh viên. Quản lý quỹ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo tốt quyền lợi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho học sinh sinh viên. Phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát trên website baoloconline.lamdong.vn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2015, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến dự và đánh trống khai trường. Năm học vừa qua, trung tâm có 16 lớp với 594 học viên, trong đó học sinh khá giỏi, tăng hơn so với năm học trước. Tỷ lệ học viên xếp loại đạo đức khá tốt đạt trên 80%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông đạt 85%, trong đó có nhiều em thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng. Bên cạnh đó, trung tâm đã tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho học sinh. Trong năm học 2015-2016, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lâm Đồng phấn đấu giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông. Trung tâm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Dịp này, thông qua tài trợ của chi nhánh ngân hàng BIDV và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh cũng đã tổ chức trao thưởng cho 5 học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng, tặng 16 học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tặng 4 học bổng cho các em học sinh lớp 10 có điểm đầu vào cao nhất.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có 12 công trình hồ đập thủy lợi, trong đó chỉ có hồ Đồng Nai phục vụ cảnh quan, 11 hồ đập còn lại đều phục vụ cho công tác tưới tiêu với trên 900 hectare cây trồng có nguồn nước tưới chủ động, chiếm hơn 50%. Tuy nhiên, theo khảo sát, một số hồ đập đang bị người dân lấn chiếm hành lang bảo vệ để xây dựng chuồng trại chăn nuôi, trồng cây lâu năm và hoa màu. Nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa như ở hồ Lộc Thanh nằm trên địa phận phường Lộc Phát, hồ thôn 9 xã Nam Ri. Trung tâm nông nghiệp đang phối hợp với ủy ban dân các phường xã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý các trường hợp vi phạm. Giai đoạn 2010-2015 thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Hội viên nông dân thành phố đã chuyển đổi trên 5.200 hectare cây trồng các loại, trong đó có hơn 3.700 hectare cà phê già cỗi sang cà phê cao sản. Sản lượng thu nhập từ 3 đến 5 tấn cà phê nhân trên 1 hectare trên 1 năm. 1.500 hectare trà hạt sang trà cành, hơn 400 hectare cây ăn quả như sầu riêng, bơ, mít, măng cụt, 250 hectare dâu tằm mới và gần 170 hectare rau màu các loại. Cùng với việc chuyển đổi cây trồng, Hội Nông dân thành phố còn phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp, các công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mở 720 lớp khuyến nông, 255 buổi hội thảo về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, thu hút 69.000 lượt hội viên tham gia học tập. Xã Lộc Thanh hiện có 77 hộ đăng ký trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô 40 hectare. Sau khi đăng ký và được tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, người dân đã nhanh chóng đưa những giống chè mới, chè cành có năng suất chất lượng cao vào thay thế những diện tích chè giống cũ năng suất thấp. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai chương trình, những khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm vì không có một cơ sở hay doanh nghiệp nào đứng ra bao tiêu sản phẩm, nên các hộ dân trồng chè Việt Gáp tại khu vực này không có động lực để đầu tư chăm sóc vườn chè. Giá bán chè Việt Gáp so với giá chè bình thường cũng chỉ cao hơn 200 đồng. Thế nên các hộ dân không mấy mặn mà với vườn chè. Đến nay, xã Lộc Thanh mới chỉ vận động được 6 hộ dân chuyển đổi được hơn 3 hectare vườn chè, cà phê già cỗi sang trồng chè, cà phê cho năng suất cao. Xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, bên cạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, xã Lộc Thanh còn tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, nâng cao năng suất. Từ đầu năm đến nay, xã đã vận động nhân dân trồng mới và trồng sen 78 hectare cà phê và 2 hectare chè. Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, cây chè phát triển tương đối ổn định, nhưng đối với cây cà phê, các bệnh nấm khô cành, khô quả, nấm ngọn, mọt đục cành gây hại xuất hiện sớm. Tuy nhiên, dự kiến sản lượng cà phê mùa vụ 2015 sẽ nhiều hơn các năm trước, do diện tích cà phê trồng mới và trồng sen đã bắt đầu được thu hoạch. Cùng với đó, thời tiết khá thuận lợi nên bà con chủ động được nguồn nước tưới cho cây trồng. Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2015, Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng tổ chức lễ trao tặng học bổng xe đạp đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ông Lê Hồng Phùng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã đến dự. Chương trình học bổng an sinh giáo dục xe đạp đến trường được Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam xây dựng nhằm khuyến khích và hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học trên toàn quốc, với mong muốn gửi đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những phần quà ý nghĩa nhất. Theo đó, Bảo Việt Lâm Đồng tặng 30 xe đạp cho các em học sinh tiêu biểu trên địa bàn thành phố và huyện Bảo Lâm với tổng số tiền 52,5 triệu đồng, góp phần giúp trẻ em nghèo tới trường và tạo động lực để các em phấn đấu trong học tập rèn luyện. Được biết, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường, Bảo Việt Nhân Thọ luôn ý thức trách nhiệm với xã hội, quan tâm và dành sự hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, chương trình học bổng an sinh giáo dục xe đạp đến trường được trao hàng chục ngàn suất học an sinh giáo dục và quà tặng tới trẻ em nghèo vượt khó trên 60 tỉnh thành trong cả nước. Mong muốn có thêm phòng học mới để các em học sinh học tập và các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi đi con đến trường là điều mà tập thể giáo viên trường tiểu học Đàm Rì trăn trở. Không cổng trường bảng hiệu, chỉ duy nhất dãy nhà 4 phòng học đã xuống cấp, đó là trường tiểu học Đàm Rì. Trao đổi với cô Đinh Thị Lan Anh, hiệu trưởng nhà trường, được biết, tháng 7 năm 2011, trường được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Trần Quốc Toản. Từ đó đến nay, trường chỉ có 4 phòng học,
Và để đảm bảo việc học tập, trường phải mượn phòng học cũng như phòng làm việc của trường phổ thông trung học Trần Quốc Toản. Trong năm học 2015-2016 này, trường có 373 học sinh trên 15 lớp học. Cùng với đó, trường còn áp dụng học 2 buổi trên ngày với khối 2 và khối 3 nên phải mượn 12 phòng học. Trường đóng trên cái địa bàn là thuộc vùng khó khăn của thành phố Bảo Lộc. Phụ huynh chủ yếu là đi làm thuê và đi làm vườn thôi, thì mức thu nhập của nó không cao. Thì đâm ra dẫn tới là khi mà thu một số khoản nhất định ở đấy thì rất là gây khó khăn và có thể là kéo dài cho cả năm mới thu được, chứ không giống như các trường ở trung tâm. Thì năm nay là trường có đóng là 60 bộ bàn ghế cho học sinh mới, thì nhà trường cũng đưa ra bàn bạc và thống nhất để phụ huynh có thể đóng góp thêm để hỗ trợ về cái tiền mua kinh phí cho cái 60 bộ bàn ghế đấy. Mong là làm sao mà các cấp lãnh đạo xem xét và cố gắng xây chúng tôi một ngôi trường sớm nhất để là bản thân giáo viên này, rồi học sinh cũng như là phụ huynh thì yên tâm ở một ngôi trường, giao cho con mình một ngôi trường thế này. Dạ, trong năm học mới này em, không chỉ em mà các bạn và các thầy cô đều mong muốn sẽ có một ngôi trường mới để chúng em được vui chơi và học tập. Là một trường vùng sâu vùng xa nên đa phần các gia đình học sinh đang theo học tại trường đều làm nghề nông hoặc đi làm thuê làm mướn, rất nhiều khó khăn. Những buổi học 2 buổi trên ngày, các em phải mang theo cơm để ở lại trường vào buổi trưa. Thì chủ yếu các em ở thôn 10 đến thôn 14, địa bàn rất là rộng, mà ba mẹ các em thì hầu như đi làm cả ngày, không có thời gian để đưa đón các em. Vì thế là các em sẽ mang cơm buổi sáng đi, rồi ở lại buổi trưa. Cô giáo thì sẽ ở lại trông cùng các em vì trường còn khó khăn, không có hàng rào, sợ các em đi ra ngoài gặp nguy hiểm nên là tôi sẽ ở cùng. Tuy khó khăn về cơ sở vật chất, song tập thể sư phạm nhà trường vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm học 2014-2015, trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 100% học sinh hoàn thành nhiệm vụ năm học, không có học sinh bỏ học thi lại. Trong năm học mới 2015-2016, trường cũng triển khai chương trình dạy học mới VNN đối với khối 2 và khối 3. Đây cũng là một trong năm trường tiểu học trên địa bàn thành phố áp dụng chương trình công nghệ giáo dục cho học sinh lớp 1. Một năm học nữa bắt đầu, hy vọng rằng trường sẽ sớm được đầu tư cơ sở vật chất để giáo viên học sinh thực hiện tốt công tác dạy và học và để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình theo học tại trường. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Để theo dõi lại nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng truy cập website bảolocionline.lamdong.vn. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.